Vì vậy thì nó phê 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 sợ. Con này, loại này con béo nó dữ lắm. Mẹ nhìn sợ. Con này hổ, hổ mang này cho nó không như ấy nhỉ. Dữ dằn. Thả cóc ở đây à? Cho một cóc, một con cá cháo chuột chứ. Thêm một con cóc nữa. Đây các bạn nhé. Thì bây giờ lại đặt thêm hai cái bẫy rắn vào khu vực này. Đấy, thế là đặt thêm vào khu vực này xong rồi lại đi thăm thêm một số bẫy nữa. Đây, mà thấy không? Tùm. Hả? Đây nha các bạn nha. Cái này. Đây được. Các bạn nhé, bây giờ chúng tôi lại tiếp tục này. Thì hôm nọ trong cái khu nhà này là khu nhà tập thể nhà hoang này. Trên này là rừng này. Thì hôm nọ đặt cái bẫy trong này, bây giờ chúng tôi lại tiếp tục cùng anh này vào thăm cái bẫy trong này nhá. Đấy. Rất là rộng. Rất là rộng. Đấy. Đây các bạn nhé. Theo bác này nói là hiện tại trong này là có bấy trong này đã được một con rắn rồi. Đấy. Bây giờ tôi sẽ đi vào trong này quay để xem bác này con này to hay nhỏ. Con to không anh? Đây 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 các bạn nhé. Đây hiện tại trong trong này được một con rồi. Con này con là con rắn gì? Con này loại gì? Hổ mang nhá các bạn nhá. Đấy, hiện tại là đã thăm được một con hổ mang. Một con hổ mang đen. Đấy. Đây. Nó ăn xong con cóc rồi không nhỉ? Ăn rồi nó nôn ra. Nôn ra. Con này được cân không? Ăn lại. Con này chắc ước lượng phải được tầm 7-8 lạng ấy nhỉ. Hổ mang này, hổ mang gọi là tên nó là gì? Hổ mang chì. Hổ mang chì à? Ba khoang. Đấy nha các bạn nha. Một con hổ mang chì. Cẩn thận lấy cái gì gây nó sực vắt tay đấy. Đấy bắt đầu. Đây con rắn độc nha các bạn nha, cho nên là làm phải cực kỳ cẩn thận mới được. Cho mẹ hẳn vào như thế. Hay cho hẳn vào đi. Anh cho hẳn vào để mai. Hẳn làm gì? Để bấy lươn mai. Ừ, rồi. Lấy ra đi. Cẩn thận sực cho phát. Đây là hổ mang chì. Rộng rạp nhỉ con này. Cái con này sao nó ăn cho nó mất mẹ đi đâu. Mà lấy gì về? Cậy ra. À, nhìn ghê. Mẹ lắm cái loại rắn mà. Nó bành lên nhìn sợ mẹ ăn. Cái loại rắn là rắn đằng sau nó có hành. Rồi. Ghê lắm. Nó bành lên thì sợ đấy mẹ. Con này nó phun đầu không? Một con đâu ạ? Chắc tầm khoảng không mấy lạng thôi. Đây mọi nó mới vào á. Con này hổ mang chì nhỉ không nhỉ? Không. Đây đây. Cho nó bò ra. Trên kia lại được một con gì à? Nguy hiểm lắm nha. Ừ. Cẩn thận nó giựt cho mắt. Con này đen. Đuổi à?
Ý, 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 nhìn kia không? Nó xì ra. Đấy, ý. Ý, 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 nó bành lên sao? Dạ. Nó bành lên nhìn sợ vậy anh nhỉ? Bắn gì đấy? Bích. Đấy, con chó săn này. Không mang cái kia để kẹp cái lồng này nó... Mang chì. Ừ. Ui, nhiều muối thế ở đây. Nhiều muối lắm. Đốt cho. Đây, nó chui ra rồi, nó chui vào rồi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Đấy. Đấy. Hiện tại đang được một con hổ mang chì. Chào bấy à. Con này có tiền rồi đấy. Ừ. Bia rồi đấy. Đấy, có nhà là không ở công các bạn ạ. Hôm nay là anh em tôi đi một buổi chiều nay, hôm nay rồi là không ngủ công, là buổi chiều hôm nay đã được một con hổ mang chi tầm khoảng 7-8 lạng. Rồi về đó. Ừ. Chào các bạn nhé, thì clip sau chúng tôi lại đi thăm bấy ở chỗ địa điểm khác, thì sẽ lại quay lại để cho các bạn xem. Rồi, chào các bạn.